Kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa bà con, dự báo trong 3 ngày tới tại các vùng biển phía Bắc, gió hướng Đông Nam thịnh hành, cường độ tăng dần lên mức cấp 4, cấp 5, tình trạng biển không động. Tuy nhiên, về đêm và sáng thì rải rác trên các vùng biển, bao gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào, nên lưu ý tàu thuyền về tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km, kèm theo khả năng có gió giật trong cơn dông. Trong khi đó, các vùng biển của phía Nam, bao gồm ngoài khơi của khu vực Nam Bộ và khu vực giữa đến Nam Biển Đông, thịnh hành gió hướng Nam đến Tây Nam, cường độ đạt mức cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đạt cấp 6 trong đêm nay và ngày mai, sau thì phổ biến còn khoảng cấp 5. Tuy nhiên, mưa rào và dông có xu hướng tăng hơn trong những ngày tới. Đặc biệt, tại vùng giữa và Nam Biển Đông thì khả năng có mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật nên không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Đông Nam với cường độ ở khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 1,75m. Tuy nhiên, về đêm và sáng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trở lại nên tàu thuyền lưu ý với tầm nhìn giảm thấp trong mưa. Nằm xa hơn về phía Nam nên dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai cũng như vài ba ngày tới, gió có hướng Đông Nam và hoạt động với cường độ ở khoảng cấp 4 nên không gây biển động, sóng cao dưới 1,75m. Xuống đến tuyến hải trình Vũng Tàu đến Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Tây Nam là phổ biến với cường độ ở khoảng cấp 5 có lúc cấp 6 nên tình trạng biển động, sóng biển có lúc cao trên 2m. Ngoài ra, mưa dông có xu hướng gia tăng về cường độ trong những ngày tới, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nên gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, được dự báo là sẽ có gió Tây Nam hoạt động phổ biến với cường độ ở mức cấp 3, cấp 4 nên tình trạng biển ổn định, sóng thấp dưới 1,5m. Mưa dông tiếp tục duy trì và có xu hướng gia tăng hơn về cường độ trong những ngày tới, nên tàu thuyền lưu ý về tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Bản tin thời tiết biển hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.